Lời tiên Quỳnh Ngân xin gửi lời chào tới tất cả các quý khách hàng thân thương của Dr. Vitat. Và ngày hôm nay trong video này, Ân muốn chia sẻ cách sử dụng NMN làm sao cho đúng cách. Thì theo nguyên tắc của Dr. Vitat, đó chính là sản phẩm nào lỏng trước thì dùng trước, đặc thì dùng sau, đúng không ạ? Thứ hai là kích thước phân tử nhỏ thì dùng trước, kích thước phân tử lớn thì dùng sau. Và NMN thì chúng ta sử dụng hầu hết được cho tất cả. Từ bệnh lý mụn này, bệnh lý nám chúng ta cũng dùng tốt, đúng không ạ? Chữa lành vết thương, rồi nhất là dùng, Ân thấy dùng ưu thế nhất là những cái bệnh lý chẳng hạn như chúng ta bị viêm da tiếp xúc kích ứng này, chúng ta bị đỏ da, chúng ta bị mẫn cảm này, chúng ta đang ngứa này, thì bôi NMN rất có giá trị. Ngoài ra là chúng ta khi sử dụng Tretinoin ấy, hoặc Retinol hoặc Retinan, thì đến giai đoạn mà bong đỏ da thì ví dụ như ngày xưa chúng ta bong da mất 3 ngày, đỏ da mất 3 ngày thì bôi NMN nó sẽ rút ngắn thời gian đó lại và giúp chúng ta có một trải nghiệm tốt hơn, đúng không ạ? Giảm đỏ nhanh hơn. Và thông thường thì trường hợp thông thường thì các bạn sẽ bôi NMN ngày khoảng 3 lần, sáng, trưa và tối, với những cái hôm mà chúng ta bị bong da khi sử dụng những sản phẩm của dẫn xuất của vitamin A như Retinol, Retinan hay Tretinoin. Còn những ngày thông thường thì chúng ta bôi ngày 2 lần thôi ạ, thì nó cũng đã đủ rồi. Còn những người nào mà có tuổi, đúng không ạ, chúng ta sẽ tăng cường bổ sung cái NMN để làm thế nào để tăng hoạt động của ti thể, để giúp cho làn da chúng ta, các tế bào chúng ta được khỏe mạnh hơn, hoạt động nhiều hơn. Và đó chính là những chia sẻ của Ân dành cho tất cả mọi người, và hy vọng là các bạn sẽ có trải nghiệm tốt với NMN nồng độ 6% đầu tiên thế giới. Còn mọi thắc mắc về hướng dẫn sử dụng chị cụ thể chi tiết, hoặc là có những vấn đề đặc biệt, thì quý vị các bạn hãy liên hệ với những cơ sở của Dr. Vitat chính hãng, và sẽ kết nối cùng Ân, và Ân và các bạn sẽ cùng nhau để lên những cái phác đồ, cùng nhau để lên cách sử dụng làm thế nào để cho tốt nhất cho tất cả các quý anh chị các bạn ạ. Một lần nữa, đại diện Dr. Vitat Quỳnh Ân xin cảm ơn ạ.